Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay em Tùng Nguyễn Audio cắt đai và khui thùng. Đây là những dòng bát chính hãng của công ty. Tất cả các loại bát chính hãng đều có thùng tên tuổi của công ty, ví dụ như LG đấy, hoặc là Turbo Sonic. Hàng hãng thì nó đóng gói cực kỳ kỹ các bác nhé, và giá thành thì nó đi kèm với chất lượng. Thì đây là một chiếc bát súp 50 của Turbo Sonic, hàng cao cấp nhất trên thị trường Việt Nam luôn, nói đến hàng của Trung Quốc. Đây là chiếc bát súp, ở trong đây có một cái catalog của hãng của Turbo Sonic này. Đấy. Và thùng của nó thì nó có cả xốp xiếc ở bên trong nữa cơ, hàng nó đắt mà. Đây là nguyên đan một kiện này, Turbo Sonic nhá. Còn đây là bát 30NG này. Thì đây thì sau đây thì em Tùng Nguyễn Audio sẽ giới thiệu cho các bác là một đôi bát 30NG từ trong 9/76 mã là 335. Và một đôi bát súp 50 từ 220/100 của Turbo Sonic. Mã của 335 này, thùng của nó LG này. Đấy, em cắt đai này, cắt đai. Thì đây là một đôi bát 30NG 335 từ 109/76 này, 12 VKF 335. Dòng này thì là ở đây in 300W, nhưng các bác phải đánh đẩy từ 600W nhá. Từ 109/76 đít của nó đít nhọn, và ở đây có lót một cái lớp mút này. Đít của nó có đôi 4, 6, 8 cái đốt để tỏa khí tỏa nhiệt, xương nhôm đúc trẻ đôi. Xương nhôm đúc trẻ đôi. Từ 109/76, hàng cực kỳ đẹp và tiếng hay nhá. Dòng này em có cả 30 và 40, con này gân vải cẩm dầu 2 gân và màng giấy. Đây là bát 30 của LG, mã là 335. Con này của nó là 2.950.000 một cặp, được bao ship và nhận hàng kiểm tra và thanh toán các bác nhé. Đấy. Các bác đợi em tí. Và đây là một đôi bát 50 của Turbo Sonic. Từ 220/100, đít bát có đôi 4-6 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt đít lồi. Dòng bát của Turbo Sonic này thì có cái công suất là 1.800W trên trở kháng 8 ohm. Có mã là S7118 Turbo Sonic. Và ở đây công suất nó in rất là nhiều, nhưng các bác đánh đẩy nhá. Anh em mà chơi gia đình nhá, hoặc là chơi sự kiện nhá, đây là một dòng bát công suất cực lớn, chịu đòn tốt, màng đằng sau sần. Những cái dòng loa này là dòng loa là chuyên sân khấu biểu diễn. Đấy. Em nhập về thì ai cũng khen hay, và chất lượng của nó thì cực kỳ là tốt luôn. Và cái con này là chuyên sân khấu biểu diễn, những cái hội chợ lớn đang đánh loa toàn đánh của loa của Turbo Sonic này. Xương của nó nhôm đúc vắt chéo. Xương nhôm đúc vắt chéo và màng ở đằng sau sần. Màng đằng sau sần. Con này từ 220/100 nó đánh cực kỳ lực luôn. Các cái loại hàng bình thường trên thị trường hoặc là các cái loại từ to hơn ý, thì không thể sánh ngang được với con này được. Con này nó là một cái kiểu chất lượng nó khác hoàn toàn với các cái con khác luôn. Đấy, về cái độ trâu này, độ uy lực này, tiếng bát nó sâu này, nó khác hoàn toàn các dòng khác. Với cái con này thì của nó là cổ côn đánh keo sữa, dâu của nó được bọc dây điện ngoài và trong. Kẹp lỗ là màu đen, từ 220/100. Hàng nhìn quá gấu luôn các bạn. Màng xếp ni nợ sóng, gân vải cẩm dầu 3 gân. Một đôi bát này có giá là hơn 6 triệu một đôi. Nên các bác có nhu cầu lấy lẻ một cái, hãy liên hệ trực tiếp cho em. Em có bán lẻ mẫu này một cái nhé. Và các bác đi làm sự kiện, nếu anh em chơi, anh em lắp cho khách thì có thể lấy hàng khác. Hoặc là anh em mà lắp hàng đặt thì lấy hàng này. Còn anh em mà chơi thì lấy cặp này, thì tiếng của nó cực kỳ là đẳng cấp luôn. Đấy. Còn nó có cái bát súp 50 mà từ 220/100 thì các cái loại ví dụ như hơn 3 triệu thì nhà em cũng bán rất là nhiều, thì nó chỉ là thuộc vào phân khúc gọi là bình dân thôi. Còn đây là những phân khúc đã đẳng cấp. Và hôm nay thì Tùng Nguyễn Audio xin chào tạm biệt tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm đến sản phẩm của loa hay liên hệ trực tiếp vào cửa hàng Tùng Nguyễn Audio nha.